Hello, xin chào hết thảy anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của nhà cụ Son Thắng. Hôm nay mình sẽ làm video này để mình hướng dẫn cho anh em cách mình cài đặt tiếng cho con dòng trống HXM HDP2 này nha. Nhiều anh em cũng comment nhờ mình hướng dẫn thì cách cài tiếng lại. Thì bây giờ mình sẽ làm một video nhỏ này để mình hướng dẫn nghe. Nó cũng rất là đơn giản thôi, tại vì thiết kế của trống này là hầu như là nó thiết kế cách sử dụng nó rất là đơn giản. Đó, thì bây giờ anh em có thể nhìn thấy cái cấu hình của nó như thế này. Đây, nó đang ở mục user kích. Đó. Thường thường là mình sẽ lưu vào những cái mục user kích này. Đó, preset kích là cái tiếng gốc của cái trống nó sẽ có sẵn. Còn cái user là những cái mục tiếng mình đã set up cài đặt để lưu lại ở đây nha. Đó, mình đã làm mấy cái solo shop này, metal rock này, rumba cha cha này, standra là mấy cái băng mình làm này, studio kit này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mình cài đặt từng tiếng nha. Rồi rất là đơn giản. Anh em thấy ở đây không, có cái chữ pad exit này, hai pad exit này này. Rồi anh em nhấn vào đó nha. Đó, bây giờ anh em muốn chỉnh cái mặt pad nào thì mình sẽ đánh vào mặt pad đó thôi. Đó. Đây, bây giờ này nó đang đầy mặt kích ở đây này. Đây, bây giờ mình muốn đổi cái tiếng kích này thành tiếng khác nha. Mình đánh vào mặt này. Đây, rồi mình đổi vào tiếng khác này. Anh em sẽ bấm lên xuống này thôi. Anh em chọn cái tiếng nào mình nghe hợp với cái điệu mình cần thì mình lưu lại. Đó. Đó. Đó, bây giờ tôi đổi tung đây chẳng hạn. Rất là đơn giản đó, nhưng mà anh em lưu ý nha, cái trống này nó sẽ có cho mình hai mặt này. Đó. Anh em muốn một mặt cũng được, là mình tắt layer này lại. Đó. Thường thường là nó sẽ cho hai mặt này, layer là nhấn lên. Mình muốn chỉnh cái mặt còn lại, thường thường là nó hai mặt trong này, nhấn vào đây. Thường thường ở đây là nó chưa có no sound này, là có nghĩa là mặt B nó không có tiếng, là nó sẽ ghi no sound. Đó. Rồi cái này anh em có thể chỉnh được hiệu ứng của nó này. Ví dụ bây giờ nha, mình táp xuống dưới này này, đây là volume tầng mặt pad đây này. Ví dụ bây giờ mình muốn pad này nó nhỏ lại, nó đang 40 nó nhỏ lại nha. Bây giờ mình trừ xuống thôi. Đó. Đó, anh em thấy nó nhỏ lại chưa? Đó. Cái nào lớn quá thì mình giảm xuống, cái nào nhỏ quá thì mình đẩy lên thôi. Đó. Rồi có một cái ở dưới này nữa. Đây là cái tuning của tầng tiếng này. Ví dụ cái này nó hơi thấp, nó hơi trầm đúng không? Mình đẩy lên cho nó cao xin này. Đó, anh em thấy không? Đẩy cao luôn này. Đó, nó tùy anh em điều chỉnh hiệu ứng của nó. Rồi ở dưới này có thinner này, decay này, pan này, crusher này. Đó, nó có nhiều hiệu ứng đó. Notch, midi out này. Đó. Thường thường là mấy anh em mới bắt đầu chỉnh nhá, mấy hiệu ứng này anh em không cần thiết đâu, tại vì đa số trống thì nó đã căn chỉnh thật là ok cho mình thôi. Ok cho mình hết rồi thì mình chủ yếu là mình đổi mặt pad này làm sao cho đúng cái thế đánh của mình thôi. Đó là mấy hiệu ứng đó thì nó đã chỉnh hết rồi, mình chỉ cần chủ yếu là volume với là cách đổi tiếng này, volume này nha, đổi tiếng này nha. Rồi như vậy là anh em mà đã set up ok hết á, cái bộ đó là mình đã chỉnh hết từng tiếng đúng với cái nhu cầu của mình nhé, thì anh em mà exit lại một lần nha, exit một lần thôi. Rồi nó sẽ hỏi này, sell pad exit, nó hỏi bạn có lưu lại cái pad cái bạn vừa chỉnh sửa không. Mình nhấn vào enter này, đó là nó sẽ lưu lại nha, lưu lại vào cái mục hồi nãy mà mình đang chọn á, user 6 này, nó lưu lại ngay vào đó luôn. Đó, bây giờ có một cái nữa, anh em muốn đổi cái tên này nữa không, muốn đổi cái tên này theo cái tên mà mình dễ nhớ hoặc là mình dễ quan sát hơn thì nhấn vào kích exit này. Đó, kích exit anh em xuống. Đó, mình cứ xuống hết đi. Nó có mục name preset này. Này anh em nhấn enter vào đó nha. Rồi bây giờ mình ví dụ mình đổi cái tên này chẳng hạn Son Thăng chẳng hạn. Đó,
anh em di chuyển mấy cái lên xuống này để mình kiếm cái chữ. Kiếm cái chữ mình cần, mình lên xuống với này. Cái này là nó để nó nhảy qua cái chữ cái mộc này. Cái này là lên xuống kiếm chữ này. Đó, như anh em ghi xong không, mình exit một cái thôi nha. Đó, thêm một cái nữa. Đó, nó sẽ hỏi lưu kích bản vừa cài đặt không, nhấn enter nha. Rồi đó là mình sẽ lưu được theo cái tên của mình cần nha, yêu cầu mình cần. Đó, rất là đơn giản nha. Thì anh em nào mình mới tập chỉnh sửa thì mình cần những cái đó thôi, còn chuyên sâu hơn nữa là nó cũng hơi rối thì mình chỉ cho anh em cái đơn giản nhất thôi. Rồi ok nha, anh em nào thấy video này hay và hữu ích thì nhớ cho Nhạc Vũ Xuân Thăng một like và đăng ký kênh để bữa sau mình nhận thật nhiều video mới về cách sử dụng trống, hướng dẫn sử dụng trống tại kênh của Nhạc Vũ Xuân Thăng nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.